Phương Linh, Nguyễn Trực xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Hành trình hương vị. Bữa nay á em phải nhờ anh một cái chuyện này nè. Lần trước á em có đi xuống quê của một người bạn, và quê đó là ở Sóc Trăng nha. Mà cái người bạn đó có cho em ăn thử một cái tô bún vịt nấu tiêu, ăn xong một cái là mê mẩn tới bây giờ luôn. À thì ra là vậy. Vậy hôm nay anh sẽ nấu cho em thưởng thức món bún vịt nấu tiêu Sóc Trăng. Anh hứa nha. Okay. Bún vịt nấu tiêu là món ăn đặc sản mang đậm hương vị của quê hương Sóc Trăng. Đây là món ăn được cộng đồng người Hoa mang theo trong quá trình đến Nam Bộ. Người Sóc Trăng đã dung hòa lại các gia vị trong món bún vịt nấu tiêu để phù hợp hơn với khẩu vị người Việt mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng của món ăn. Do đó, bún vịt nấu tiêu có một hương vị rất riêng biệt. Cũng bởi hương vị thơm ngon mà bún vịt nấu tiêu ngày càng phổ biến và trở thành món ăn nhất định phải thử khi đến với Sóc Trăng. Anh Trực ơi, nói về bún vịt nấu tiêu thì chắc chắn là sẽ có tiêu và vịt đúng không anh? Đúng rồi. Anh chỉ cho em đi cái cách nào mà mình chọn vịt cho nó ngon được không? Ví dụ mình mua vịt sống đi, mình sẽ chọn những con này đủ tháng nè, từ khoảng 2,5kg đến 3kg. Nếu mà mình mua vịt làm sẵn thì mình sẽ chọn những con vịt có cái màu da vàng hồng. Cái ức nó mình có đè vào nó có độ đàn hồi. Bây giờ anh chỉ em đi, em phụ anh đứng gì phụ nè. Linh phụ anh cắt cái gừng này đi. Cắt cái gừng này ra. Cắt lát mỏng hả anh? Đúng rồi, cắt nó mỏng. Bỏ cái gừng vào rượu đi. Vô trong rượu. Xong rồi mình sẽ lấy cái này mình đi mình rửa cái vịt đi. Cái món này cũng là món khoai khẩu của anh nên anh cũng hay nấu ở nhà ăn. Xong khi mình rửa rượu xong mình sẽ rửa lại nước sạch. Dạ. Bây giờ mình sẽ ướp vịt. Với một phần là 1,2kg này mình sẽ ướp là muỗng cà phê tiêu xay. 2 muỗng hạt niêm. Một muỗng muối. Một muỗng đường. Và 3 muỗng nước mắm. Nhờ Linh trộn lên giùm. Nếu như mà mình có thời gian mình để thịt vịt ướp càng lâu càng ngon đúng không anh? Đúng rồi, để cho có gia vị nó thấm vào vịt mình sẽ ướp nó khoảng từ 30 đến 45 phút. Anh ơi, em thấy là anh có mua dừa nè. Mình nấu bằng nước dừa hả anh? Để cho cái món nước dùng mình sẽ ngọt hơn sẽ sử dụng đây là nước dừa. Rồi tiêu xanh này á, mình sẽ đập dập nó. Đập dập tiêu xanh. Đúng rồi. Cái phần tiêu này là mình gan xong đập dập mình cho vào nước dùng. Cái mình cho chảo nóng vô, cái mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào. Sẽ cho có bầm vô. Hành tím bầm. Chuẩn bị đó, chuẩn bị là em ngửi được cái mùi thơm rồi đó. Cho vịt vào. Một cái vịt này á mình xào cũng lớn nha. Dạ. Cho cái gia vị nó rút vào thịt mình nó sẽ cái vịt mình sẽ săn lại. Dạ. Rồi, thơm quá anh ơi. Thơm không? Cho nó vào nồi nước dùng nãy mình chuẩn bị rồi đó. Cho vào hết luôn. Cho vào hết luôn. Xong chúng ta sẽ có phần nước lèo. Lưu ý ở đây á anh nói với em luôn à. Cái nước lèo mình sôi mình sẽ là giảm cái lửa lại cho nó nhỏ. Cái này là gan vịt. Gan vịt. Gan vịt mình bầm nhuyễn ra. Để mình nấu chung với nước dùng để cho nó tăng cái độ sánh và cái độ béo từ tự nhiên từ gan. Bây giờ mình sẽ xào cái gan này đi. Hà Linh phụ anh. Anh như tin tưởng em hả? Tin. Trong quá trình mà Linh xào cái gan này anh sẽ cắt hành tím. Ủa mình cắt hành tím làm gì anh? Cái hành tím này mình làm để mình ăn kèm để cho nó không có bị ngán đó. Xào cho nó săn lại. Săn lại mà nó tơi ra là sẽ được. Thêm vào đó một ít hạt niêm. Hạt niêm. Ít tiêu. Rồi một tí nước mắm.
Anh ơi, anh nghĩ là được rồi đó. Anh cho vào được. Nước lèo được không anh? Thôi em cho vào nước lèo. Thơm quá anh ơi. Lúc nãy em đang xào gan thì bên đây anh đã sắc hành tím rồi. Dạ. Để mà có cái món hành tím muối sỏi ngon thì anh sẽ làm cái nước pha cái nước giấm đó, là 3 muỗng giấm, 1 muỗng đường và 1 tí muối nha. Quậy đều lên. Giấm mình pha xong mình sẽ cho hành tím vào. Dạ. Trộn lên. Cái này em ngâm khoảng 15 phút là em có thể ăn được. Sau khi mà dịch nó đã mềm mà vừa ăn đó, mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng hạt nêm. 1 muỗng muối nè. 1 muỗng muối. Cái món này là của Sóc Trăng cũng như là miền Tây, nó hơi cái vị nó hơi ngọt. Mình sẽ nêm đường nhiều hơn một tí. Sẽ cho 1 muỗng nước mắm vào nha. Cho tăng cái hương vị nước dùng mình vào. Không có hổi rồi. Rất là thơm. Sau khi mình nấu khoảng 30 đến 40 phút thì con vịt nó sẽ mềm vừa ăn rồi. Mình sẽ cho ra tô ha. Dạ. Mình sẽ cho bún rồi mình sẽ cho thịt vào. Anh không thể để cho em chờ lâu nên đã làm móng gừng sẵn rồi. Dạ. Cái móng gừng này anh sẽ dùng với tỷ lệ là một móng một đường 1/2 nước chanh. Để cho cái tô bún này nó trọn vị và nó sẽ ngon hơn thì anh sẽ nêm vào đây thêm một ít hành lá, hành phi và một tí tiêu thôi. Thịt vịt mềm, thấm gia vị, vị cay của tiêu, vị ngọt thanh của nước dừa tươi, ăn cùng các loại rau sống thanh mát và chút hành tím muối chua. Tất cả hòa quyện tạo nên món ăn vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Đặc biệt vào những ngày trời lạnh hay mưa rào, một tô bún vịt nấu tiêu càng trở nên hấp dẫn, mang lại cảm giác ấm áp cho người thưởng thức. Khách mời ngày hôm nay, em bật mí với anh là một nghệ sĩ. Dạ, ảnh là một diễn viên hài kỳ cựu. Diễn viên hài. Rồi để anh đoán thử là đúng không nha. Đoán thử đi. Đó là nghệ sĩ Phương Bình. Hay quá vậy. Anh mà sao mà. Dạ, xin giới thiệu với quý vị khán giả, nghệ sĩ Phương Bình. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Bữa nay á thì anh Nguyễn Trực có mời anh và em thưởng thức cái món này. Anh nhìn vào đây anh đoán đi, món này là món gì? Nhìn vô á thì anh thấy là hình như là bún măng vịt. Lúc đầu mình nhìn thì mình cứ tưởng là nó là bún măng vịt nhưng mà thật sự nó không phải là bún măng vịt. Như vậy thì anh sẽ biết cái món này. Dạ. Món bún vịt không măng. Anh nói gần đúng rồi đó, gần đúng rồi đó. Món bún vịt có tiêu. Nấu tiêu. À, nấu bún tiêu. Vịt nấu tiêu hả? Dạ. Bây giờ em xin phép được mời anh ha. Mình đã nấu tiêu rồi. Dạ. Mà mình chấm nước mắm gừng nữa hả? Dạ, thì chắc ấm lắm à. Tại vì cái tiêu nó sẽ giúp mình cái tăng cái vị giác mình lên, kích thích cho mình không bị ngán ăn nữa. Nó sẽ làm cho mình dễ hấp thụ chất dinh dưỡng. Với phối hợp nó kèm là cái chất hàn của thịt vịt. Em ăn ở dưới Sóc Trăng á. Dạ. Cái mùi vị á nó y chang luôn. Y chang. Anh dùng cái này á nó lạ. Dạ. Nó lạ là chắc có lẽ là do cái vị tiêu á. Cái gì tiêu á nó hòa quyện vô cái thịt vịt đó, ăn thấy nó thơm không, cái vị nó cũng đậm đà. Dạ. Dạ. Nhưng mà nó không bị ngấy đúng không ạ? Nó không bị ngấy. Dạ. Cái này nhờ đầu bếp Trực, cho nên là mai mốt tôi về Sóc Trăng là tôi phải tìm ra cái món này ngon quá. Cái này mà ví dụ như anh ăn thử vậy nè. Dạ. Nếu ngon quá anh ăn thêm tô nữa được không? Dạ được. Em xin cảm ơn anh Bình đã đến đây với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Trực. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Phương Linh rất mong được gặp lại quý vị khán giả vào những số phát sóng tiếp theo của chương trình Hành Trình Hương Vị, được phát sóng vào 19h40 tối Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại. Bánh canh cua giò heo là một món ăn không còn xa lạ trong thực đơn của mỗi gia đình. Sợi bột bánh canh dai dai kết hợp cùng nước dùng ngọt thanh của cua đã mang đến vị ngon khó chối từ của món ăn này. Hành Trình Hương Vị số tiếp theo phát sóng vào lúc 19h40 Chủ Nhật
ngày 29 tháng 5 năm 2022. Mời quý vị cùng MC Quang Huy và đầu bếp Vũ Nguyễn chế biến món ăn này nhé.